Kiều Anh kính chào quý vị khán giả, đây là điểm tin sáng của Người Việt TV. Hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 2. Và thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết là ông Sullivan nói phát hiện kinh khí cầu Trung Quốc nhờ Tổng thống Biden gia tăng phòng thủ. Theo AP, giới chức Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Hai, ngày 6 tháng 2, nhấn mạnh là nhờ những biện pháp do Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, chống lại hoạt động gián điệp của Trung Quốc đã giúp xác định được kinh khí cầu Do Thám vào tuần trước. Giới chức quân đội của Mỹ vừa tiết lộ về vụ là các chuyến bay kinh khí cầu Do Thám tương tự của Trung Quốc từng được thực hiện tại nhiều thời điểm khác nhau dưới thời của chính quyền Tổng thống Biden. Ông Sullivan là cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc cho biết, sau khi Tổng thống Biden nhậm chức, Mỹ tăng cường giám sát không phận của chúng tôi, nâng cao năng lực phòng thủ để có thể sẽ phát hiện những gì mà chính quyền Tổng thống Trump không thể phát hiện. Trong nhiều ngày qua, phía Cộng hòa đổ lỗi cho chính quyền Biden về việc là cách giải quyết vụ kinh khí cầu Do Thám của Trung Quốc xâm phạm không phận, và tuy nhiên Bộ Quốc phòng vào hôm thứ Bảy đã thông báo rằng các vụ tương tự cũng xảy ra dưới thời của Tổng thống Trump. Thông báo này đã gây ra sự náo động trong đảng Cộng hòa, với một số cựu giới chức của Tổng thống Biden phủ nhận sự việc vào hôm Chủ nhật và nói rằng họ chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông báo nào về phía của quân đội. Trả lời với các phóng viên, Tổng thống Biden bày tỏ tiếp tục không hài lòng với Bắc Kinh. Khi được hỏi tại sao Trung Quốc lại thả kinh khí cầu bay qua nước Mỹ, Tổng thống đơn giản chỉ trả lời, bởi vì họ là người Trung Quốc. Hiện nay, quân đội bắt đầu công việc thu hồi các mảnh vỡ của kinh khí cầu Trung Quốc đã bị bắn rơi ở vùng ngoài của biển khơi, bờ biển của miền Đông. Và thưa quý vị, hung thủ 14 tuổi nhận tội đâm chết nữ sinh 13 tuổi bằng 114 nhát dao. Theo ABC News, một thiếu niên ở Florida, người bị buộc tội là đâm 114 nhát vào một nữ sinh 13 tuổi gần 2 năm trước, vừa nhận tội sát nhân cấp độ 1 vào hôm thứ Hai. Theo thông báo của Viện Lý Cục, địa hạt số 7 của tiểu bang Florida, lời nhận tội trong vụ đâm em Bailey một cách dã man được đưa ra một ngày trước khi lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu phiên tòa xét xử. Nghi can Aiden Fossey, 14 tuổi, bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2021 vì tội giết người. Biện lý là Zarida cho biết phía công tố đã đưa ra mức hình phạt tối đa là chung thân. Biện lý cuộc cho biết về phía bào chữa không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Luật sư của nghi can Aiden Fossey không trả lời các yêu cầu bình luận của truyền thông. Vào hồi tháng 5 năm 2021, ông Larisa là biện lý của tiểu bang Florida đã công bố quyết định truy tố Aiden Fossey, 14 tuổi, như một người lớn, mô tả hành động đâm nạn nhân 114 nhát dao là có chủ ý. Nghi can Aiden Fossey là cư dân Florida, bị truy tố là tội sát nhân cấp 1 với cáo buộc là đâm dao 114 lần, giết chết em Bailey 13 tuổi. Có ít nhất là 49 vết thương trên hai bàn tay, cánh tay và đầu. Điều đó cho thấy nạn nhân cố chống đỡ. Ông Larisa đã cho biết điểm mấu chốt là của việc sát nhân có chủ ý được suy ra từ số điểm của vết dao mà cô Bailey phải hứng chịu. Mỗi lần cánh tay của hung thủ giơ lên rồi đâm xuống, cứ lặp đi và lặp lại như vậy, cho thấy đây là một hành động có chủ ý. Và cô bé Bailey được tìm thấy là đã chết, thân xác là gần như là bị băm nát vào ngày 9 tháng 5 trong khu rừng ở gần nhà phía bắc St. John's County, gần với thành phố là Jacksonville, Florida. Biện lý đã quyết định truy tố Aiden Fossey như một người lớn, không còn sự lựa chọn nào khác khi một trẻ vị thành niên ở mức độ tàn ác đến như vậy. Không có chỗ nào trong khung hình xử vị thành niên nữa, mà chỉ là xử theo khung xử của người lớn. Và thưa quý vị, trong khi đó thì tai nạn đụng xe trên đường Beach gần với Bosa, hai cao niên chết. Theo nhật báo The Orange County Register, hai cao niên thiệt mạng là một người khác bị thương sau khi một chiếc xe minivan đụng ba chiếc xe đi ngược chiều trên đường Beach, đoạn nằm ở Bosa và Haza thuộc thành phố Westminster. Theo lời của ông Ken, là thuộc sở cảnh sát Westminster, vào lúc khoảng 1 giờ trưa thứ Hai ngày 6 tháng 2, chiếc xe minivan đi về phía bắc trên đường Beach và đâm vào làn đường giao thông ngược chiều lại và đụng ba chiếc xe khác. Người đàn ông lái chiếc xe minivan là một cư dân Westminster, ngoài 80 tuổi, chết ngay tại chỗ. Hành khách đi cùng ông là một người phụ nữ ở độ tuổi từ khoảng 70, cũng là cư dân Westminster, được đưa đến bệnh viện và sau đó bà cũng đã qua đời. Danh tính của hai nạn nhân đều chưa được giới chức thẩm quyền tiết lộ. Một tài xế trên chiếc xe khác liên quan đến vụ tai nạn bị thương ở chân và cũng được đưa đến bệnh viện.
Cảnh sát viên cho biết là hiện chưa rõ điều gì đã khiến người tài xế trên 80 tuổi đã thiệt mạng. Lạc tay lái hoặc là liệu có lái xe khi uống rượu và có phải là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hay là không. Nhưng nhiều người cho rằng nạn nhân đã chạy quá tốc độ. Nhà chức trách cũng kêu gọi những ai biết hoặc là chứng kiến vụ tai nạn xảy ra thì gọi cho cảnh sát Westminster qua số điện thoại là 714-548-3770. Xin nhắc lại là 714-548-3770. Và thưa quý vị, tàu cá Nam Hàn bị lật, 9 người mất tích, trong đó có 2 thủy thủ Việt Nam. Vào hôm Chủ nhật ngày 5 tây tháng 2, được báo Korea Herald đã loan tin là 3 hung thủ được cứu khỏi một chiếc tàu đánh cá bị lật úp vào cuối thứ Bảy, ngoài khơi của bờ biển về phía Nam Tây, bán đảo của Triều Tiên, và một người đã tìm kiếm 9 thủy thủ khác đã bị mất tích, đang được tiến hành. Theo thông báo của lực lượng tuần duyên của Nam Hàn, nhà chức trách đã nhận được thông báo vào lúc khoảng 11 giờ 19 phút tối thứ Bảy về việc một chiếc thuyền đánh cá nặng khoảng 24 tấn bị lật về phía tây của đảo là Dipi Kado, khoảng là 16.6 km. Đây là một hòn đảo có người ở, thuộc huyện Simen, tỉnh Nam Siola. Và 2 thủy thủ là người Nam Hàn, một người Indonesia được lực lượng tuần duyên cứu và đưa đến bệnh viện. 9 người khác bao gồm là người Nam Hàn và 2 người Việt Nam vẫn đang bị mất tích vào thời điểm bản tin này được đưa lên. Theo lời tường thuật của những thủy thủ được cấp cứu, chiếc tàu đánh cá này bị lật sau khi nước tràn vào buồng lái và con thuyền có dấu hiệu là bất ổn sau khi khởi hành. Vào thời điểm xảy ra thì 2 thủy thủ được cho là đang ở trong phòng máy, những người khác là đang ở trong bon. Tuần duyên Nam Hàn mở rộng cuộc điều tra và tìm kiếm, số thủy thủ của đoàn vẫn còn bị mất tích bằng cách là điều động 64 tàu, 12 máy bay và 58 thợ lặn và tiến hành 14 đợt tìm kiếm trên tàu, tăng cường nhân lực đến hiện trường với lại so với lại con số ban đầu. Ông Yong Suk-yu là Tổng thống Nam Hàn đã cử trưởng Bộ Tài nguyên của Biển và Ngư nghiệp và Thứ trưởng của Bộ Nội vụ đến thị xác để điều tra. Và thưa quý vị, một bản tin Việt Nam, ngư dân miền Trung được mùa cá ngừ đại dương nhưng bị mất giá. Tàu đánh cá ngừ đại dương cập cảng là cá hồn rớ Nha Trang luôn đầy ắp sản lượng nhưng ngư dân ngao ngát trước sự được mùa nhưng bị mất giá. Những ngày đầu năm mới năm 2023, hàng chục tàu đánh cá ngừ đại dương từ các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi liên tiếp được ngập cảng cá hồn rớ lớn nhất ở Trung Bộ, ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trước Tết là có khoảng 130 tàu xuất bến, đánh bắt xa bờ, trong đó là có hơn một nửa tàu câu cá ngừ đại dương. Hiện mỗi ngày có khoảng là 10 tới 20 tàu cập cảng, hòn rớ bán cá. Và ông Nguyễn Văn Ba là phó lạc ban quản lý của hòn cá rớ cho biết trên báo Zin vào hôm ngày 5 tháng 2. Tuy nhiên, các tàu thủy thủ cho biết là chuyến tàu đầu biển và năm 2023, thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn thắng lớn mẻ cá ngừ đại dương, trung bình mỗi tàu là đều đạt là 47 cho tới 70 con, tương đương với lại 2 cho tới 3 tấn. Và ngư dân là Nguyễn Văn Tiến ở Nha Trang cho biết, sau khoảng 20 ngày đánh bắt, tàu cập cảng để mà bán cá dù sản lượng khá nhưng ngư dân không vui vì giá bán cá ngừ tại cảng thấp hơn vào năm ngoái khá nhiều, hiện ở mức là 115.000 đến 125.000 đồng cho mỗi ký, trong khi cùng thời điểm vào năm 2022 thì có giá là 150.000 đồng cho mỗi ký. Theo đại diện cho một công ty ở Nha Trang, năm nay giá cá ngừ không cao so với sức cản và gặp khó khăn. Hy vọng những ngày sắp tới thì nhu cầu thị trường của châu Âu, Mỹ và Trung Quốc tăng lên, lúc đó giá cá ngừ sẽ tăng theo. Và thưa quý vị, bản tin Việt Nam vừa rồi đã kết thúc điểm tin sáng của Người Việt TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn vui khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.